thất bại nặng nề trước Tottenham trong trận derby thủ đô London cũng là trận chung kết của cuộc đua top 4 với tỷ số 0-3 đã đặt Arsenal vào tình thế bất bênh trong cuộc đua giành suất tham dự Champions League mùa tới. Thất bại một lần nữa lại cho thấy sự non nớt của các pháo thủ ở những thời điểm quyết định khi họ thiếu sự tỉnh táo và bản lĩnh để đạt được mục tiêu của mình. Hiện tại, mọi chuyện vẫn chưa nằm ngoài tầm kiểm soát của Arsenal. Pháo thủ vẫn giữ được vị trí trong top 4 với 66 điểm, hơn Tottenham 1 điểm. Nếu toàn thắng ở hai vòng cuối, Tầm vé tham dự cúp C1 một mùa sau vẫn nằm trong túi thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. Tuy nhiên, áp lực hiện tại là rất lớn với các pháo thủ trước chuyến làm khách của Newcastle. Nếu không kịp sốc lại tinh thần, họ hoàn toàn có thể nhận thất bại trước đội bóng có biệt danh chích chòe và đánh mất cơ hội trở lại với đấu trường Champions League. Đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của Hayden, Fraser và Lewis vì các chấn thương khác nhau và huấn luyện viên Eddie Howe sẽ phải hy vọng rất nhiều vào Chris Wood, Maximin hay Almiron để gây khó khăn cho hàng phòng ngự Arsenal. Thất bại trước Tottenham mang lại hậu quả khá lớn khi đội bóng thủ đô London sẽ không có trung vệ Rob Holding vì án phạt, trong khi Tierney và Partey đều không thể ra sân vì chấn thương. Arsenal toàn thắng Newcastle trong cả 5 trận gần đây, trong khi về phong độ hiện tại, các pháo thủ có 4 trận thắng và để thua 1 trận, trong khi đội chủ nhà cũng có phong độ khá tốt với 3 trận thắng và để thua 2 trong 5 trận gần nhất. Hai trong số 3 trận thua gần đây của Newcastle đều là trước các đội bóng trong top 4 là Man City và Liverpool. Điều đó cho thấy vẫn có một khoảng cách lớn về trình độ và đẳng cấp giữa họ với Arsenal. Mặt khác, Arsenal đã thắng tới 3 trận trước các đội bóng ở nhóm 7 đội đứng đầu, nên thầy trò luyện viên Ateta vẫn được coi là sự lựa chọn tin cậy với người chơi ở trận này. 5 trận gần nhất của Arsenal đều kết thúc với 3 bàn thắng Bên cạnh đó, còn tới 4 trong 5 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội đều kết thúc với 3 bàn thắng trở xuống. Và sau thất bại trước Tottenham, Arsenal sẽ cố gắng chơi chặt chẽ hơn nên nhiều khả năng trận đấu này trận <laughs> đấu này sẽ chạm mốc 3 bàn. Dự đoán của thể thao văn hóa Newcastle Arsenal 1-2